cay hay chạy cho vòng tròn, cay lắm, chắc cay lắm. Cay. Ôi sao giờ đông vậy? Ôi ôi trời trời đông vậy? Cho bơm máu cái coi. Cho bơm máu cái coi, anh em ơi. Hiện tại thì Kiên có rất nhiều tin nhắn và rất nhiều bạn hỏi là lịch live của Kiên vào giờ nào và vào ngày nào. Ok, và bây giờ mọi người có thể nhìn bên phải màn hình đấy, Kiên live vào lúc 18 giờ hàng ngày ở trên Buja, vào lúc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Kiên sẽ nghỉ thứ năm nha mọi người. Và đặc biệt là ngày thứ ba và ngày thứ bảy, Kiên live là Kiên sẽ có tạo custom cho mọi người chơi phòng và nhận được kim cương. Một là những người mà đã giết Kiên nhận được kim cương, hoặc là ai sẽ được top 1 để được kim cương cho mọi người. Còn điều đặc biệt hơn nữa, bạn nào muốn lên kèo solo 11.70, cứ comment ID vào đây, lên kèo gì chơi kèo đó. Kiên không ngán một ai, trùm qua sót thế giới mà. Đấy, nói giỡn vậy thôi chứ, ai muốn solo hay là ai muốn bán tự chiến với Kiên, cứ comment ID vào lên chơi nhá. Và đặc biệt nhớ tại Buja về và chơi cùng Kiên đấy. ID HeavyGame74 luôn chào đón mọi người. Ok. Game74 ở trong tâm trí của mọi người. Đó. Ok, chào mừng mọi người đã đến với buổi custom một cái ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay ai giết được Kiên sẽ nhận được 111 kim cương, tương ứng với 20k nạp vào tài khoản. Đấy, 20k kim cương đấy. Ok, thì các bạn chỉ sử dụng cạnh chiến để giết cái bài tư. Đặc biệt là không được dùng súng hay lút đồ những cái hộp khác riêng nha mọi người. Ok, bắt đầu nào cái ơi. Ok. Ok luôn. Mày cao lên. Kha. Đố mọi người biết chỗ này là chỗ nào đấy? À, cắm cờ. Không được dùng súng nha. Chết chưa? Có rất nhiều chỗ hiểm lắm, làm sao mà tìm được Kiên? À, trên kia có cái hòm kìa. Quá phiêu quá, mấy bạn này chơi súng là chết Kiên rồi. Không chơi súng nha mọi người. Bây giờ có một người ra rồi. Hello, cắt cổ. Hello. Làm sao? Con lên đây. Ui giời, bắt đầu nhiều người tới đấy. Đã team tới. Hello, thả team the story. Ngắm em đây PM. Yo. Bitchy boy bên nào trên Đà Lạt. Yo. Có bao nhiêu hành động thì cứ nhảy hết đây. Ta là hoàng đế, các ngươi phải ngồi xuống cho em ta. Các ngươi phải quỳ xuống dưới cho em ta. Đúng rồi. Cắm G này. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi Việt Nam ơi, bao la đất trời, tiên đơn thang ơi. Ôi, chết rồi, được xuống rồi. À, cái gì đấy? Chấm hỏi luôn, thằng nào đốt lưu đạn giết nó cho anh nào? Quá trưởng thật, rồi đúng là chúc Kiên với nào. Mất vui bây giờ, đang vui mà kìa. Xuống được chưa mọi người? Một phút nữa xuống hả? Một phút nữa xuống đường nào để coi xuống đường nào đó. Đúng rồi. Đây mọi người. Ôi dồi ôi, cái UAV đông kìa. Núp sau bông keo. Ôi thấy rồi. Ui, chết rồi. Chưa biết. Thằng này biết rồi. Ui, trời. Ôi, cảm ơn ai đã giết bạn bắn lên nhá. Ui, chết. Ôi dồi. Má lỡ tay, lại lỡ tay rồi. Cay thế nhờ, tự nhiên lỡ tay mọi người. Cay hay chạy cho vòng tròn, cay lắm. Cay. Ôi sao giờ đông vậy? Ôi dồi, đông vậy? Cho bơm máu cái coi.
Tao bơm máu anh coi, anh em ơi. Tao bơm máu anh coi anh em. Anh em ơi, anh em, từ từ anh em, từ từ anh em, từ từ anh em. Từ từ anh em, ôi trời ơi. Ui, nó chém nhau kìa, nó chém nhau trong kìa. Ôi, được, được rồi, bơm máu được rồi, bơm máu được rồi. Được bơm máu rồi, được bơm máu rồi, được bơm máu rồi. Cháy. Chạy thụt mạng đúng rồi, chạy thụt mạng đúng rồi. Trời ơi. Bơm được máu, bơm được máu. Được đầy máu rồi, được đầy máu rồi, được đầy máu rồi. Rồi sợ cái gì nữa, làm sao ai? Đấm nhau, đấm nhau không? Đấm nhau không? Làm sao? Vô nào chưa? Vô. Làm sao? Vô nào, vô. Vô. Sợ quá cơ, vô. 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 Trả cho kiểu ơi. Bây giờ kia sẽ chơi ảo thuật cho mọi người xem nha. Kia sẽ chơi ảo thuật cho mọi người. Bây giờ kia sẽ tắt cam và kia đột nhập vào này. Đấy. Đấy. Đố biết kia là ai luôn. Giờ đố biết kia là ai luôn. Giờ đố biết kia là ai luôn. Từ từ. Đấy. Giờ đố biết kia là ai luôn. Thấy chưa. Áo quần giống nhau mà đột nhập liền. Làm sao biết kia được đâu được. IQ 1 tỷ. Đấy. Đấy. Vì 20k mà nợ lòng nào đi giết giết cái 74 cơ chứ. Ô kìa, như cô thắm chấm nước mắm không đổi bánh gà. Hát cái gì trời? Ui trời ơi, cái lửa hai, những cái lửa hai ghê quá. Lút máu mọi người. Ôi, bị đâu màn hình. Đấy, thấy chưa? Thấy mấy tên kia, nên kia. Bây giờ kia ảo thật thêm lần nữa nha mọi người. Đây này, nó đang rượt kia này. Bây giờ từ, để cho nó rượt kia ra, cho nó rượt kia. Đây này. Đồ cắm cờ không được. Cắm cờ là bị bay đầu ấy. Đúng, hợp lý. Đấy, chuẩn bị này, mọi người sẽ đông không? Chuẩn bị trà trộn vào này. Mọi người xem live đúng không? Trà trộn vào. Đấy, trà trộn vào, rồi. Rồi, kia ở đâu? Làm sao biết kia ở đâu? Trời ơi, ảo thật mà. Chết chưa? Đã còn giống nhau mà trời. Đi. Úi ôi. Này, lướt qua này mọi người xem. Gì ta? 2, 3 nhìn bên trái này, 2, 3 nhìn bên trái này, 3, 2, 1 dòng người vội vàng bước qua, nhẹ như chắc hôn hôm nào, đôi môi chia làm đôi, nhưng anh đang mơ vậy thôi, đấy, vừa chơi mà vừa chém luôn nhá, tao sợ chúng mày sao? Chắc là tao sợ mày quá. Ui, 19 mình máu. Làm sao? Chơi không? Chơi không? Anh kia nghỉ game đi thi hát á, anh kia cũng nghĩ là vậy đấy. Tầm năm sau mọi người có thấy kia trên sân khấu thì mọi người đừng có bất ngờ nhá. Làm sao? Tao lại sợ mày quá. Trời không? Tao lại sợ mày quá cơ. Ui trời ơi, trời. Sợ, tao sợ thật rồi. Ôi, sao nó chạy nhanh thế? Đã lại cho mình chạy nhanh, nó chạy chậm. Ủa, 99 cộng nữa trời. Wow, 99 cộng ơi. Không chơi đâu. Mà chết cái nào vậy? Đang có 19 bên máu rồi. Nhiều kiểu gì? Không chịu đâu. Lần trước một lần rồi đấy. Anh chơi mấy ngón vậy á? Anh chơi 2 ngón nha. Cái lắc luôn rồi.
Meta chúng mình rồi. Mất thật rồi. Cười cái gì? Cứ vui lắm hay sao mà cười đang chạy đấy. Mạng lắc đúng thời điểm chạy trời. Chém cái đầu mày á. Không. Ok. Hết lắc. Đây giờ thì hết lắc. Quá cày. Ủa? Đâu ra anh chàng Luân rồi vậy? Rồi ra cho mọi người. Kìa, chúng mình lại gặp nhau rồi. Các bạn nghĩ clip này là... Vậy là chấm hết rồi đúng không? Không. Clip này vẫn còn, nếu như các bạn không ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo lên, mỗi khi ra video các bạn là người xem đầu tiên. Không thôi là Kiên ngồi đây và nói tiếp với mọi người. Không. Bye bye mọi người nhá. Team cho mọi người và Kiên nhá.